Như các video lần trước thì Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng tôi cũng đã chia sẻ là tại sao chúng ta làm cái đông trùng hạ thảo này như thế nào, và nó đều có các nguồn dinh dưỡng như là nhộng tằm, giá đỗ, khoai tây, nó đều là nguồn dinh dưỡng hữu cơ. Tuy nhiên thì với những cái người ăn chay ấy, hoặc là những người mà bị dị ứng nhộng chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng loại đông trùng hạ thảo khác là đông trùng hạ thảo chay. Đối với cái hộp môi trường, đối với cái này, cái đông trùng hạ thảo mà trồng trên cái tảo đấy ấy, Vâng. thì thực ra như bạn đã biết thì tảo nó rất là giàu chất dinh dưỡng. Cái tảo spirulina đó nó cũng rất là giàu chất dinh dưỡng, và so với cái hàm lượng mà nuôi trồng trên cái con nhộng ấy thì nó không hề có cái sự thay đổi nào. Vâng. Một số loại mà nuôi trong điều kiện tối ưu hơn thì thậm chí cái hàm lượng cordycepin và adenosine của nó có thể là cao hơn cả cái nuôi trên con nhộng bạn ạ. Vì cái Vâng. tảo đấy thì thực ra chúng ta đã biết là cái tảo đấy đang được dùng để làm thực phẩm chức năng, thậm chí là cho người uống. Thế nên là chúng ta không có gì ngại cả khi mà chúng ta sử dụng cái nguồn đó thay thế cho cái nguồn nhộng hiện tại. Thưa quý bà con, hiện tại trước mặt tôi đây chính là dịch khoai tây sau khi mà đã luộc xong ạ. Còn bên này chính là dịch giá đỗ sau khi chúng ta đã sử dụng máy ép. Và đây là nước dừa khi đổ từ quả dừa. Thì sau khi mà có những nguyên liệu là dịch chiết như này rồi thì bước tiếp theo chúng ta cần phải làm gì nữa hả chị? Bước tiếp theo thì mình sẽ hòa các loại dịch này với nhau thôi bạn ạ. Vâng. Đây thì mình sẽ hòa, đây là ví dụ như cái đây là cái dịch giá đỗ mình vừa mới làm. Mình sẽ hòa cùng với cái dịch khoai tây. Đấy, Là cái mình giá sẽ đỗ trộn thì hết tất cả đúng rồi, vào. mình trộn hết tất cả với nhau. Còn cái nước dừa này mình sẽ đong theo cái định mức của nó bạn ạ. Vâng. Định Đấy, mức ở bởi đây là vì bao nhiêu ạ? định mức của nó thì khoảng tầm 50 đến 60 ml nước dừa thì cho một cái lít này. Thì Vâng. mình sẽ đổ vào trong đây. Đấy, sau khi đó thì mình sẽ đổ vào. Tiếp theo thì mình sẽ cân đến một cái nguồn nguyên liệu nữa là cái nguồn đường. Ở đây như các bạn đang nhìn đường đây ạ. Thì mình sẽ cân đường mình cho vào trong. Mình sau đó rồi mình sẽ cho thêm một trứng gà nữa. Thì bây giờ mình sẽ cân đường trước cho các bạn xem nhé. Lượng đường mà chúng ta cần sử dụng trong quá trình để làm một Nó lít sẽ đường là khoảng bao nhiêu? tầm 10 gram bạn ạ. 10 gram đường ạ. Thì tôi sẽ cân đường tôi đổ vào đây. Tiếp theo thì tôi sẽ cân thêm cái tảo xoắn tôi cho vào ạ. Tanh. Đây, như các bạn nhìn đây là tảo spirulina đấy ạ. Sau khi cân xong thì tôi cũng sẽ bắt đầu tôi hòa vào với lại cái dung dịch ở đây. Đương nhiên là tảo nếu mà còn dính ở trên đây thì tôi sẽ dùng một chút nước lọc, nước RO ấy để tôi cho vào. Đây là nước RO các bạn nhé, thì mình sẽ cho nước vào. Mình khuấy đều cái tảo nó còn dư ở chỗ cân này ra. Vâng. Đây, các bạn nhìn xem thì nước đang bắt đầu chuyển sang màu xanh rồi. Cuối cùng là tôi sẽ cho thêm trứng gà vào. Thì bạn có Trứng gà thể đúng không? đập giúp tôi quả trứng gà vào được không? Sau khi có tất cả nguyên liệu rồi thì tôi sẽ dùng máy đánh trứng thì tôi đánh lên. Thực ra cái này rất dễ là dùng. Thế nên bạn có thể thử bạn dùng máy đánh trứng bạn đánh đều lên. Thế là mình chỉ cần trộn đều lên là Đúng được rồi. đúng không ạ? Thì bạn thấy là nó có khó khăn gì không? Thao tác rất là bình thường ạ. Không có vấn đề gì ạ. Thì chúng ta xem là đã xong luôn rồi đây. Mình rút máy đánh trứng ra để sang bên cạnh. Sau khi chúng ta đánh lên ấy, vì chúng ta dùng cái máy đánh trứng thì nó sẽ có hơi có bọt như thế này. Nhưng mà cái nước sau khi mà chúng ta, cái dịch sau khi mà chúng ta làm ấy thì nó sẽ có cái màu xanh đặc trưng của tảo đấy ạ. Đó, các bạn nhìn xem. Khán giả có thể thấy là bây giờ dịch của chúng ta đã có màu xanh rồi đấy ạ. Cái bọt này thì có Chúng thể ta giữ sẽ được không giữ được, cái ngọn tí nó đông nó hết. Đây, các bạn nhìn thấy đây. Đây chính là cái màu xanh của tảo đây. Nó vẫn còn những cái hạt tảo li ti ở đây.
Thế sau khi chúng ta đã phối trộn được một cái dịch như này rồi thì bước tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang chúng ta đo pH. Khi mà chúng ta đo pH xong rồi thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta chuyển sang giai đoạn là bao gói để chúng ta chuẩn bị mang đi hấp. Như các bạn nhìn thấy thì từ đầu đến cuối thì chúng ta đều sử dụng nguồn dinh dưỡng hết sức là gần tự nhiên, có nghĩa là bản địa. Vâng. Nó được gọi là nguồn dinh dưỡng hữu cơ ấy. Thì các bạn có thể dùng chính những cái nguồn dinh dưỡng ở bên quanh ta để chúng ta sản xuất ra cái nấm đông trùng hạ thảo. Đây, ở đây các bạn đang nhìn thấy bên cạnh tôi đây đang là cái ni lông. Và đây là cái hộp nhựa để chúng ta làm. Đây, cái hộp nhựa an toàn vệ sinh thực phẩm rồi. Các bạn có thể nhìn thấy cái hộp nhựa trắng như thế này rồi. Thì chúng ta sẽ đong gạo. Với mỗi cái gạo như thế này thì đầu tiên là chúng ta sẽ cân đến một cái định mức chuẩn. Ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy đây nhé. Bật cân lên cho các bạn xem. Đây, sau khi mình chúng ta thì chúng ta sẽ đong gạo. Với mỗi một cái hộp như thế này thì chúng ta chỉ cần một cái cốc gạo này thôi. Và khi chúng ta đong đúng một cái cốc này thì nó đã khoảng tầm 50g gạo rồi. Có nghĩa là đồng đều rồi, chúng ta không phải cân đi cân lại nữa. Nếu mà cân đi cân lại rất là nhiều lần ấy, thì nó sẽ rất là tốn thời gian. Vâng. Khi mà chúng ta định mức luôn bằng cái cốc này rồi thì cứ thế chúng ta đong, chúng ta đổ vào thôi. Nó sẽ rất tiết kiệm thời gian và công sức cho các bạn. Đấy, các bạn chỉ cần như thế này các bạn đong vào thôi. Sau khi mà các bạn đong gạo xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đến khâu đổ dịch các bạn. Và mình sẽ sử dụng cái dịch vừa nãy chúng mình ta sẽ đã dùng chính khuấy cái đều. Dịch này chúng ta khuấy đều rồi chúng ta cho vào. Với mỗi hộp này thì chúng ta sẽ sử dụng bao nhiêu ml? Chúng ta cho khoảng tầm tùy từng loại gạo nhé. Ví dụ như chúng tôi đang dùng thì nó cũng khoảng tầm 100 đến 120 ml tùy vào từng đợt gạo, đợt theo mùa nữa. Có mùa thì gạo nó gần như chúng ta đi nấu cơm ấy. Có mùa thì gạo nó khô hơn, có mùa thì gạo nó mềm hơn. Đấy là tùy vào xem cái lượng gạo chúng ta làm bao nhiêu. Nếu mà đổ quá nhiều dịch thì cái môi trường này nó quá ẩm ấy, nó quá ướt thì cái tơ nấm nó chạy nó sẽ kém. Còn nếu mà nó quá khô thì nó không đủ nguồn dinh dưỡng. Thế nên ta chỉ cho vừa phải thôi, nó còn phải tùy thuộc vào gạo theo mùa nữa. Cái đấy chứ không phải nhất quyết là 100%. Nó sẽ dao động từ khoảng 100 đến 120ml theo cái cốc đong mà tôi đang đong, các bạn có thể nhìn thấy luôn này. Đấy, đây là cái dịch tảo này. Vâng. Đấy, sau đó các bạn sẽ đổ luôn vào đây. Trong quá trình đổ dịch này có cần phải lưu ý vấn đề gì không ạ? Trong quá trình đổ dịch này thì các bạn lưu ý nó không được đổ lên trên cái miệng của nó nhá. Vâng. Nếu mà các bạn đổ lên trên cái miệng của nó thì nó rất dễ bị nhiễm. Vì vậy là có nếu mà nỡ tay mà để lên trên đổ lên trên cái miệng này rồi ấy, thì mình lấy giấy ăn mình lau đi. Lau thật sạch và thật khô đi thì mình mới được. Còn nếu không là nó rất dễ bị hỏng. Sau khi mà các bạn đã đổ được như thế này rồi, các bạn nhìn đây. Đấy, quý bà con nhìn xem thì nó cái nước của chúng ta đây, màu xanh của tảo và cái nước nó vẫn còn ấm khi mình chúng ta vừa mới đun này. Còn đây là gạo nứt thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta bao gói lại. Bao gói thì chúng ta sẽ dùng cái chun này và dùng cái ni lông chịu nhiệt này. Tất cả những cái này đều được chứng minh nguồn gốc là an toàn vệ sinh thực phẩm rồi, thế nên các bạn hoàn toàn không lo lắng gì đâu nhé. Đây, cái bao gói này thì tôi có thể làm hai người thì nó sẽ nhanh hơn. Cầm cái này, sau đó rồi bạn buộc vào là được. Trong quá trình buộc thì cần phải lưu ý vấn đề gì không ạ? Trong cái quá trình mà chúng ta buộc như thế này thì các bạn lưu ý nhé, là phải buộc này. Cái ni lông nó phải kín toàn bộ nhé. Một số bên là buộc hay nó hở ra thì lại mấy hôm sau hỏi tại sao tôi làm nó bị nhiễm. Buộc có kín đâu mà nó không. Vâng. Nó chẳng ấy, một số bên là hay buộc những cái này nó bị lồi hoặc bị lõm, bị tụt vào trong ấy thì nó rất dễ là bị nhiễm. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải có cái chun nó thật là chặt. Ví dụ như cái chun nó lỏng quá hoặc nó chật quá thì cũng không được. Chật quá là chúng ta hấp xong là nó sẽ bị đứt hết đấy. Còn nếu mà lỏng quá thì đương nhiên nó hở ra như thế này thì các loại vi sinh vật nó vẫn có thể xâm nhập vào bên trong cái hộp này được các bạn ạ. Vâng. Đấy. Đây, các bạn có thể làm cùng tôi luôn. Còn ngon đấy.
đấy nha, các bạn lưu ý là phải kéo thật đều ra như thế này thì chúng ta mới đi hấp được. Rồi sau khi mà chúng ta sẽ buộc xong những cái chun mà chúng ta được những cái hộp như thế này rồi, hộp kín như thế này rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành đến cái bước tiếp theo là cái bước hấp khử trùng môi trường. Và đây cũng là cái bước quan trọng nhất trong cái quá trình mà chúng ta sản xuất cái đông trùng hạ thảo, bởi lẽ là nếu mà môi trường không may bị hỏng, bị nhiễm thì toàn bộ quá trình của chúng ta sẽ bị hỏng theo. Đây, mời bạn cùng với tôi đi, chúng ta cùng đi hấp cái môi trường. Hiện tại tôi và chị Thủy đang ứng ở khu vực nồi hấp của Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng ạ. Thì sau đây chị có thể chia sẻ cho em và bà con biết về quy trình hấp cũng như là những lưu ý cần thiết khi hấp không ạ? Ở cái khu vực mà chúng ta hấp cái môi trường của Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng thì lúc nào nó cũng sẽ phải là cái môi trường sạch là cái thứ nhất. Và khi đó thì chúng ta bắt đầu di chuyển các hộp môi trường ra bên ngoài này. Khi di chuyển thì các bạn để ý là không làm cái hộp môi trường nó có cái dịch bên trong nó không được sóng sánh lên. Có nghĩa là nó không được sánh lên trên thành, nó sẽ gây ướt thành hoặc là ướt miệng. Thì lúc ấy nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của nấm, có nghĩa là lên thành ấy, thì cái chất dinh dưỡng nó bị lên đấy. Có thể nấm là thời gian đầu thì khi các bạn cấy tơ vào ấy, cái giống vào thì tơ nó sẽ ăn ở bên thành đấy. Sau đó thì nó không có chất dinh dưỡng để nó sinh trưởng và phát triển tiếp. Thế nên nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái độ đẹp của nấm cũng như là cái chất lượng của nấm khi chúng ta nuôi trồng ra. Đó thì chúng ta lưu ý khi chúng ta di chuyển. Sau khi di chuyển đến đây rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mở nồi hấp ra và cho vào nồi hấp. Đây thì mời các bạn sẽ cùng cho với tôi cái môi trường dinh dưỡng này vào trong nồi hấp ạ. Đây như bạn đang nhìn thấy đây thì cái môi trường dinh dưỡng sau khi mà chúng ta làm xong rồi thì vẫn còn gạo và cái tảo màu xanh ở đây, thì chúng ta sẽ bắt đầu cho vào trong hộp để chúng ta hấp. Khi cho vào thì có cần phải lưu ý vấn đề gì không? Khi chúng ta cho vào, chúng ta lưu ý là chúng ta xếp các hộp môi trường rất là ngay ngắn mà không bị xếp bị nghiêng. Nếu mà chúng ta xếp bị nghiêng ấy, thì khi cái hộp môi trường chúng ta lấy ra ấy, thì nó cũng sẽ bị nghiêng. Khi bị nghiêng rồi thì chúng ta cấy giống thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà phát triển của nấm. Nếu đã bị nghiêng sang một bên ấy, thì cái nấm nó sẽ bị một bên quá nhiều hoặc một bên quá ít dinh dưỡng, nó phát triển không đồng đều, hoặc nó bị bắn lên trên cái miệng này này, thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình chúng ta cấy giống thì nó cũng sẽ dễ bị nhiễm. Nên các bạn lưu ý là chúng ta phải để thật đồng đều. Sau khi mà cho các hộp môi trường cơ chất vào rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đậy cái nồi hấp này vào và chúng ta tiến hành là bật nhiệt độ cũng như là áp suất lên để chúng ta hấp. Đấy thì bạn không biết là nhiệt độ để hấp cái nồi hấp này là bao nhiêu ạ và áp suất là bao nhiêu ạ? Với cái nồi hấp như thế này thì chúng ta sẽ hấp cái môi trường cơ chất ở nhiệt độ là 121 độ, áp suất 1 atmosphere trong vòng khoảng 30 phút duy trì cái nhiệt độ và áp suất đó. Có nghĩa là tổng thời gian lên nhiệt và xuống nhiệt của chúng ta sẽ rơi vào khoảng tầm 2 tiếng. Hai tiếng đấy thì nó bắt đầu là xuống nhiệt thì chúng ta mới bắt đầu có thể mở cái nồi hấp này ra được. Đây, bạn kỹ thuật viên này, các bạn ấy sẽ bắt đầu là cho cái đậy cái nắp nồi hấp này vào. Với cái nồi hấp như thế này thì mỗi lần mẻ chúng ta có thể hấp được khoảng từ 400 đến 450 hộp. Đấy, các bạn có thể xem. Bây giờ thì bạn ấy sẽ vặn cái nồi hấp này vào và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta khởi động quá trình hấp môi trường. Đây bạn có thể nhìn, đây là cái đồng hồ chúng ta có thể xem nhiệt và bạn sẽ thao tác để cho các bạn cùng xem luôn ạ. Đây ở đây cái đồng hồ nó sẽ có báo nhiệt, các bạn có thể xem cái nhiệt độ mà đang môi trường đây. Ví dụ nhiệt độ đang 25 độ mà đang dần nhiệt độ đây. Chúng thì ta sau sẽ... cái thời gian hấp thì chúng ta mới có được cái môi trường dinh dưỡng đạt tiêu chuẩn. Và chúng ta sẽ tính thời gian bắt đầu từ bây giờ đúng không ạ? Đúng rồi, bắt đầu từ bây giờ. Và duy trì cái nhiệt độ 121 độ 1 atmosphere đấy trong vòng khoảng 30 phút. Hiện tại thì đã sau 2 tiếng kể từ khi tôi và chị Thủy hấp môi trường cơ chất thì em thấy rằng là hiện tại bảng đồng hồ thì nó đã ngừng hoạt động ấy. Thì không biết là bây giờ mình đã có thể mở nồi hấp ra chưa hay phải như thế nào? Cái nồi hấp mà chúng ta trước khi chúng ta mở ấy thì nó phải duy trì xuống cái nhiệt độ nó dưới 80 độ rồi và hoàn toàn áp suất nó đã được xả ra rồi, có nghĩa là áp về không thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta mở. Và như bạn đang nhìn thấy ở sau đây thì cái nồi hấp này, cái môi trường mà chúng ta đã để dẫn quậy rồi, nó sẽ không còn hơi nước nó bay lên nữa. Thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mở cái nồi hấp này ra để xem cái môi trường cơ chất như thế nào, là cái môi trường cơ chất đạt chuẩn và bao giờ thì chúng ta có thể cấy giống được ở trong cái môi trường cơ chất ý. Đây, bạn kỹ thuật viên của viện bạn ấy sẽ mở ra cho bạn xem.
Đây là cái môi trường cơ chất sau khi mà chúng ta đã hấp xong rồi. Đây bạn có thể xem luôn này. Đây là một cái hộp môi trường cơ chất chúng ta được xem luôn này. Đây, như cái hộp mà chúng ta vừa mới hấp đây. Bạn có thể xem. Như cái hộp môi trường cơ chất này thì bạn xem là nó đã đạt chuẩn rồi. Và nó đã bắt đầu nguội rồi đấy. Hiện tại thì tôi thấy là môi trường vẫn còn hơi ở ấm một chút đúng không ạ? Sau khi môi trường này cho ra thì chúng ta sẽ để nguội thì mới cấy được vào hay là như nào ạ? Ở cái môi trường cơ chất này trước khi bạn cấy ấy, thì bạn phải cần nhận dạng xem là nó thế nào gọi là một cái môi trường đạt chuẩn. À, vâng. Cái môi trường đạt chuẩn thì bạn xem ở trên này thì gạo nó đã nở rất là đồng đều này. Cái thứ hai nữa là nó có cái màu nâu đỏ của gạo cũng như là cái màu mà của tảo đây, màu sẽ hơi hơi nâu đỏ như thế này. Cái thứ ba là trên bề mặt đấy này, gạo nở đều thì nó sẽ thoáng, chứ nó không có nhầy nhớt. Nếu nó nhầy nhớt có nghĩa là nó đã bị nhiễm rồi. Đây, nó sẽ đều đều giữa hai cái như thế này. Nếu mà trong cái trường hợp mà cái môi trường này ấy, nó vẫn còn cái mùi thơm, có nghĩa là mùi thơm đặc trưng luôn của cái môi trường cơ chất gạo của vừa gạo nấu xong, vừa nấu xong rồi, của tảo rồi, của tất cả các thứ đó. Thì bạn nhìn này, trong khi nấu thì nó sẽ hơi bị lên đây một chút, vì khi nó sôi mà nó lên đây một chút, nhưng nếu chúng ta để nghiêng có thể lên tận miệng này gây nhiễm. Đó, thì sau khi cái hộp môi trường cơ chất nó đã đạt chuẩn thì chúng ta mới cấy giống. Còn nếu mà nó có cái mùi lạ như kiểu mùi chua ấy, hoặc là mùi mốc ấy, thì chứng tỏ nó đã bị nhiễm rồi, chúng ta không dùng. Nó có cái màu ví dụ như màu trắng hoặc các màu khác, màu vàng, màu đỏ thì dạng không thể dùng được. Thì đây mới là cái hộp môi trường cơ chất đạt chuẩn. Và sau đây thì mời bạn cùng với quý vị và bà con đến với cái phòng cấy giống của Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng ạ. Vâng ạ. Hiện tại thì tôi đang đứng trước cửa phòng cấy giống. Thì trước khi vào phòng thì có cần phải lưu ý vấn đề gì không ạ chị? Trước khi vào phòng cũng như là phòng sản xuất môi trường hay tất cả các phòng khác của Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng thì chúng ta đều phải là khử trùng người. Chúng ta khử trùng toàn bộ người thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta vào cấy giống được. Thì như cái phòng khác thì chúng ta vẫn dùng cái dung dịch là cồn 70 độ được Bộ Y tế cho phép. Chúng ta sẽ khử trùng người trước khi mà chúng ta vào cấy giống ạ. Bà con, hiện tại tôi đang đứng trong phòng cấy giống của Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng ạ. Thì sau đây chị có thể chia sẻ cho em và bà con cũng biết là về quá trình cấy giống cần phải có những dụng cụ cũng như là nguyên vật liệu nào không ạ? Để cấy giống thì như các bạn đã thấy thì môi trường cơ chất của chúng ta đã làm xong, sau đó chúng ta sẽ cho vào phòng chúng ta hạ nhiệt trong vòng khoảng 24 giờ khi các bạn sờ cái môi trường nó không còn ấm nữa, có nghĩa nó đã nguội rồi ấy, thì các bạn bắt đầu quá trình cấy giống. Ở đây quá trình cấy giống thì tôi đang sử dụng là cái tủ cấy này thì sẽ có hai người ngồi. Đấy, ở đây sẽ sử dụng cái dòng khí thổi đứng như thế này. Trước khi mà chúng ta cấy giống thì chúng ta sẽ bật đèn UV để cho cái môi trường nó hoàn toàn là nó được tiệt trùng. Đó, sau khi mà chúng ta bật đèn UV trong vòng 30 phút rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cấy giống. Như Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng của chúng tôi đang sử dụng thì chúng tôi đang dùng cái súng cấy giống như thế này. Khi các bạn cấy giống thì nó sẽ lan tỏa đều trên cái bề mặt đó. Khi lan tỏa đều xong rồi thì chúng ta cấy giống xong chúng ta mới bắt đầu đến quá trình tối. Và lưu ý khi cấy giống thì các bạn chọn được cái nguồn giống lỏng làm sao nó đạt chất lượng. Có nghĩa là cái hạt giống nó sẽ phải đồng đều, nó không có nhiễm bất kỳ các loại vi sinh nào cả. Khi chúng ta để lên thì nó sẽ phân tách thành hai lớp, để tĩnh nó cách hai lớp. Một lớp là cái hạt giống nhỏ li ti, một lớp là cái lớp môi trường trong suốt. Còn nếu mà khi mà cái lọ giống nó có mùi lạ ấy, hoặc là nó đục đục rồi ấy, thì có nghĩa là cái giống đấy nó không đạt tiêu chuẩn, không đạt chất lượng, thì chúng ta không sử dụng những cái giống như thế. Còn nó xuất hiện những cái màu sắc lạ thì chúng ta cũng không dùng. Thì cấy giống vào đây nó ảnh hưởng cả một quá trình sản xuất. Và khi chúng ta cấy giống xong rồi, chúng ta sẽ kiểm tra lại cái hộp môi trường cơ chất của chúng ta có bị mùi gì không. Sau khi cấy giống thì nếu mà cấy giống đạt, chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang quá trình ủ tối. Và mời bạn và các bà con cùng về theo tôi sang cái phòng ủ tối của Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng ạ. Dạ vâng ạ. Hiện tại thì tôi đang đứng ở trước phòng ủ tối của Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng. Trước khi vào phòng ủ tối thì tôi sẽ tiến hành khử khuẩn ạ. Hiện tại thì tôi đang đứng ở cái khu vực ủ tối của Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng như các bạn đang nhìn đây. Đây là cái hộp môi trường cơ chất đã cấy giống được khoảng 5 ngày rồi. Thì các bạn có thể nhìn nhé. Đây, toàn bộ cái mặt của bề mặt môi trường nó đã ăn kín hết rồi đây các bạn nhìn này. Đấy, nó đã ăn kín hết như thế này rồi. Sau khi mà nó đã ăn kín hết như thế này rồi thì chúng tôi sẽ bắt đầu là chúng tôi chuẩn bị ra sáng. Đây mới là cái hộp đặt chuẩn. Còn nếu mà trong trường hợp mà cái sợi nấm, sợi tơ nấm này, ở cái pha mà chúng ta ủ tối ấy, mà nó chưa lan hết cái bề mặt này, hoặc là nó mới chỉ lan một phần thôi, hoặc là nó chỉ mới nấm tấm thôi, thì chúng ta cũng có thể có những cái non là nó mới nấm tấm như thế này chẳng hạn này.
thì nó chưa đặt nhá các bạn nhá. Phải khi nào mà nó đặt hẳn như thế này rồi thì chúng ta mới bắt đầu ra sáng. Chúng ta ủ tối thì chúng ta có thể ủ từ 5 đến 7 ngày nó đã được như thế này rồi. Còn nếu mà cái trường hợp mà chưa lan kịp ra ấy, thì chứng tỏ là môi trường dinh dưỡng hoặc là giống của các bạn chưa đạt chất lượng. Thế nên là cái thời gian ủ tối nó sẽ lâu hơn. Đây, sau khi mà có những cái hộp ủ tối như thế này mà đã đạt tiêu chuẩn rồi thì mời các bạn cùng sang cái phòng nuôi sáng của Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng cùng với tôi ạ. Thì sau khi mà phôi đã được ủ tối để mà nấm ăn kín tơ trên bề mặt thì chúng ta sẽ chuyển sang phòng sáng đúng không ạ? Thì không biết là ở trong phòng sáng thì chúng ta sẽ thiết kế những thiết bị cũng như là có vật dụng gì để có thể nuôi nấm tiếp theo không ạ? Ừ, để thiết kế được cái phòng sáng để nuôi đông trùng hạ thảo thì chúng ta sẽ cần những cái trang thiết bị. Cái đầu tiên đó là sẽ cái điều hòa. Cái thứ hai sẽ là cái quạt để nó thông gió. Cái thứ ba là cái màng lọc. Cái thứ tư là dán giá. Cái thứ năm là cái đèn điện như thế này. Và cái thứ sáu là những cái bộ điều khiển như đã lộ độ ẩm. Và cái thứ bảy nữa là cái nhiệt ẩm kế để hàng ngày chúng ta có thể nhìn được. Mặc dù chúng ta dùng nhiệt ẩm kế tự động rồi nhưng chúng ta vẫn cần thêm cái nhiệt ẩm kế thường kia nữa để chúng ta có thể theo dõi được hàng ngày, để phòng cái việc mà cái nhiệt ẩm kế tự động ấy, nó bị hỏng chúng ta vẫn có thể theo dõi được. Bởi vì Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng ấy thì sản xuất theo đúng cái quy trình ISO. Thế nên toàn bộ cái đội ngũ nhân viên của viện ấy, kỹ thuật viên của viện thì đều là các bạn kỹ sư sinh học, các bạn ấy đã được tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng rồi. Thế nên là khi đó các bạn đều sử dụng thành thạo tất cả các thiết bị cũng như là tất cả các quy trình nuôi cấy. Sau khi đó thì về đây các bạn sẽ được đào tạo lại theo đúng cái quy trình ISO để sản xuất đông trùng hạ thảo của Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng. Thế nên là khi chúng ta sản xuất ra một cái sản phẩm cũng như là chúng ta thiết kế một cái phòng sáng ấy thì các bà con có thể hoàn toàn yên tâm với cái quá trình mà nuôi trồng của Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng ạ. Thì sau đây chị có thể chia sẻ cho em và bà con về chi tiết từng thiết bị cũng như là tác dụng của từng thiết bị không ạ? Ừ, cái chi tiết của từng thiết bị thì đầu tiên chúng ta nói đến cái điều hòa. Nó sẽ cung cấp cái không khí cũng như là cái lọc cái khí lạnh để nó bổ sung cho cái không khí ở trong cái phòng nuôi. Cái thứ hai nữa là cái phun xương. Ở đây chúng ta sẽ dùng cái phun xương siêu âm. Cái phun xương này thì nó sẽ phun ra cái dạng khói chứ không phải là ra cái dạng hạt nước. Nó sẽ không bị đọng nước trên bề mặt và nó sẽ lan tỏa đều ở trong cái phòng nuôi của chúng ta. Đó là khi chúng ta dùng cái phun xương. Và ở đây thì đường nước chúng tôi đang dùng là đường nước tự động và nước RO chảy vào trong này. Đây cái hộp của chúng ta nên dùng ấy là cái phun xương có cái hộp nó trong như thế này, chúng ta có thể theo dõi được lượng nước hoặc chúng ta có thể theo dõi được rằng trong cái quá trình phun xương đấy thì có vấn đề gì xảy ra đối với cái phun xương này hay không. Đó thì chúng tôi khuyên là các bạn nên dùng những cái loại phun xương như thế. Ở đây thì chúng tôi đang dùng cái phun xương, cái phòng này đang khoảng là cái phun xương hai cái vỉ, phun xương hai vỉ mỗi vỉ 10 mắt. Đó, sau khi chúng ta có cái nhiệt độ này, chúng ta có độ ẩm rồi thì chúng ta sẽ thiết kế cái dàn giá. Ở đây chúng ta sẽ có giá như thế này đây. Khoảng cách giữa các chiều cao của các giá này nó khoảng tầm 40 phân. Và có cái dây đèn chạy dọc của giá như thế này. Cái ánh sáng của nó sẽ duy trì là khoảng tầm 300-700 lắc tùy vào từng giai đoạn. Và sẽ hướng sáng trực tiếp xuống dưới này để cho nấm nó có thể sinh trưởng và phát triển. Như cái phôi đã ủ tối rồi đây các bạn nhìn xem này. Đấy. Phôi ủ tối thì bắt đầu kinh mầm và lên là như thế này rồi đây. Đây là cái phôi nó đã đạt tiêu chuẩn rồi. Và khi chúng ta xếp phôi hoặc là xếp sản phẩm vào với nhau thì chúng ta sẽ xếp đồng đều vào với nhau như thế này, chúng ta không xếp lung tung lộn xộn. Cái thứ nhất là cái cường độ ánh sáng nó sẽ đầy được đều. Cái thứ hai nữa là cái phôi của chúng ta sẽ sinh trưởng phát triển tốt hơn. Nếu mà xếp không đều thì cái ánh sáng nó không phân bố đều được thì nó sẽ bị mỏng nghiêng hoặc nó sẽ bị hỏng. Thế các bạn sẽ lưu ý xong khi mà chúng ta sắp xếp quá trình nuôi cũng như là sắp xếp phôi vào trong đây. Cái ánh sáng thì chúng tôi đang dùng cái đèn led hai mắt trắng này thôi chứ không có cái gì gọi là cái quá xa lạ với chúng ta cả. Ở đây trên các giá thì chúng tôi dùng cái tấm lưới như thế này để đảm bảo độ thoáng khí. Các bạn cũng có thể dùng cái tấm panel, nhưng mà cái tấm panel thì nó sẽ kém hơn một chút vì cái độ thoáng khí của nó kém hơn so với cái tấm lưới này. Nên khi mà chúng tôi sử dụng thì tôi thường dùng cái tấm lưới này, nó là dễ tối ưu nhất trong cái quá trình nuôi trồng. Thì sau khi mà ủ tối xong thì khoảng bao lâu thì chúng ta sẽ được một cái phôi đạt tiêu chuẩn như này ạ? Sau khi ủ tối xong thì khoảng tầm 17 đến 10 ngày thì bắt đầu nó mỏng mầm, kinh mầm li ti li ti ở trên mặt như bạn đang nhìn đây này. Cái này thì đang bắt đầu kinh mầm li ti ở trên mặt này. Đấy các bạn nhìn. Còn cái này là cái mới ra ủ tối được một thời gian này. Đấy thì chúng ta mới ủ tối một thời gian nó sẽ ra cái này. Còn sau đó thì chúng ta sẽ ra được cái loại kinh mầm như thế này. Sau gần một tuần thì nó sẽ lên được như này. Đấy. Như thế này thì kể từ khi bắt đầu nó lên như thế này khoảng tầm 40 đến 45 ngày thì chúng ta sẽ có được những cái hộp thành phẩm. Đây cái thành phẩm của chúng ta đây, bạn có thể xem luôn cái thành phẩm. Đây là có hộp thành phẩm. Tôi có thể mở cho bạn xem. Còn đây là cái hộp phôi. Cái hộp phôi của chúng ta yêu cầu là khi trên cái bề mặt phôi ấy, nó không có cái loại khác, nó chỉ có màu vàng cam của nấm đông trùng hạ thảo và các sợi nấm mọc rất đồng đều.
ở đây cái là cái môi trường nuôi là môi trường vô trùng rồi. Thế khi mà sử dụng cái đông trùng hạ thảo này, nhiều người vẫn thắc mắc là hỏi có phải rửa không, thì thực tế là nó sạch hơn khi mà các bạn rửa rửa nước các bạn chưa chắc là nước dầu ô, đúng không? Đấy, thế nên khi các bạn nhìn này, cái phôi của cái nấm đông trùng hạ thảo này nó sẽ đều như thế này và sẽ đẹp như thế này rồi. Nếu ví dụ nó nhiễm cái màu khác như kiểu cái màu trắng ấy, hoặc cái màu mốc xanh xanh ấy, hoặc màu vàng, thì chứng tỏ là nó chưa đạt, là chúng ta cần phải cách ly những cái ý ra. Còn khi nó đã đạt như thế này rồi thì chứng tỏ là nó đã đạt tiêu chuẩn rồi, chúng ta cứ thế chúng ta làm thôi. Đó, đây sẽ là những cái hộp thành phẩm mà chúng ta có. Vâng. Thế là thành phẩm này là sau bao nhiêu ngày thì chúng ta sẽ thu sau được? Khoảng từ 40 đến 45 ngày kể từ khi nó nhú mầm thì chúng ta sẽ có được cái thành phẩm như thế này. Các bạn có thể nhìn hộp thành phẩm thì nấm lên rất đồng đều, nó lên đều đến mặt như thế này rồi. Ở bên cạnh nó không bị mốc trắng hay là gì cả, nó trên mặt nó sẽ đều, cây nó sẽ màu cam. Nếu mà cây xuất hiện các màu khác như kiểu mốc hoặc vàng ấy, hoặc là đỏ ấy, ở dưới những cái phần cây này hoặc là trắng ấy, thì nó là chưa đạt tiêu chuẩn, chúng ta chỉ dùng những cái hộp như thế này thôi. Và thậm chí là khi chúng ta dùng cái đông trùng ở trên tảo ấy, là nó sẽ có cái phần ở dưới đế này nó vẫn còn tảo, và khi chúng ta ngâm ra thậm chí là nước nó vẫn còn một chút chút cái màu xanh của tảo nếu mà nó không ăn hết. Còn lại thì chúng ta dùng thì sợi nó vẫn là vàng cam như thế này, và ăn nó vẫn sẽ rất là ngon nếu khi mà chúng ta dùng cái sản phẩm này. Vừa rồi thạc sĩ Phạm Thị Thủy đã chia sẻ đến tôi và quý bà con về cách nuôi trồng đông trùng hạ thảo trên môi trường tảo xoắn, dành cho những khán giả cũng như là quý vị mà không sử dụng được nhộng và ăn chay. Nếu như sau chương trình này quý vị có thắc mắc gì, có thể vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0398788989. Đội ngũ tư vấn chuyên gia bên chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của khán giả. Ngoài ra, để theo dõi kênh Đàm Nông TV, quý vị vui lòng đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông bên trái khung màn hình ạ, để có thể theo dõi những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những chương trình tiếp theo ạ. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi chương trình này ạ.